Nắm hoàng hôn trên đỉnh Ngại Thầu Một trải nghiệm không thể nào quên đối với du khách khi đến Bắc Hà là lên đỉnh Ngại Thầu, xã Na Hối, nắm hoàng hôn, chặng đường đi khá vất vả, với nhiều đoạn dốc cao, làm chung chân bất cứ du khách khỏe mạnh nào. Nhưng kết quả nhận được ở cuối chặng đường đó vô cùng mỹ mãn. Ngại Thầu gồm những trạng đồi từ cao đến thai thoải nằm san sát nhau với những cánh đồng cỏ non mướt trên thảo nguyên, thuộc địa phận xã Na Hối huyện Bắc Hà, Lào Cai. Xã Na Hối nằm cách trung tâm thị trấn Bắc Hà khoảng 3 km, nhưng đây lại là xã khá khó khăn, vất vả, điều kiện chưa thuận lợi. Nhưng ở đây lại sở hữu một địa điểm ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp, với thảo nguyên xanh bên bông, những rặng cây sa mộc thẳng tắp in bóng trong nắng chiều, những ngôi nhà sang nếp mình ven thung lũng, và mặt trời từ từ xuống dần phía xa. Dọc đường từ Bắc Hà đi Ngại Thầu, phong cảnh hai bên đường vô cùng hấp dẫn với những thung lũng rợp hoa ngô những thửa ruộng bậc thang xanh mướt mát trải dài trên sườn núi và hoa dại mọc khắp nơi trong thung lũng xe ô tô đến ngại thầu có thể đậu phía ngoài cách đỉnh đồi khoảng gần 2 km và từ đây bạn phải leo bộ lên đồi đường lên đỉnh ngại thầu không đến nỗi khó đi đường mới được đầu tư đổ bê tông thô sơ một số đoạn dốc có chống trượt thậm chí nếu người đi xe máy vẫn tay hoàn toàn có thể chạy xe đến tận chân đồi nhưng chỉ có những tay lái lão luyện vốn đã vô cùng quen thuộc với những con đường dốc lên dốc xuống những vòng cua quanh đèo ở Bắc Hà mới có thể đi xe máy lên ngại thầu được. Còn lại, du khách muốn ngắm hoàng hôn vẫn phải quốc bộ qua những con đường vắt từ đồi này sang đồi khác. Đi từ khúc quanh này qua khúc quanh khác với những con dốc, cứ mỗi lúc một cao dần, mỗi lúc một dốc hơn. Đến chân đồi, có nhiều lối để leo lên đỉnh. Có những đoạn đã thành đường mòn dành cho người đi, lối đi nhỏ xíu, hàng in dấu móng ngựa và những cơn mưa đêm đã biến con đường mòn thành cả một đoạn đường ngập bụng đất. Có lối đi mới nhìn tưởng khá dốc, nhưng lại là sườn cỏ thoai thoải leo không hề mệt đỉnh ngã thầu chưa phải là đỉnh núi cao nhất trong khu vực này nhưng lại là vị trí vô cùng thuận lợi để ngắm hoàng hôn đỉnh đồi trải dài không gian rộng tầm nhìn thoáng về cả bốn hướng cùng với thảm cỏ non bước xanh ngắt dưới chân trải dài đủ làm say mà bất cứ du khách nào nếu may mắn bạn có thể gặp anh chàng người mông thả một đàn ngựa thung dung gặp cỏ trên đồi hoặc dưới thung lũng bầy ngựa đủ cả nâu vàng trắng nổi bật trên nền thảo nguyên xanh rực trở màu cỏ non ở trên cao, nên hoàng hôn mùa hè ở ngãi thầu xuống khá chậm, đến 18 giờ chiều mới tắt nắng dần, mặt trời chuyển sang màu đỏ sẫm đậm đà. Vài áng mây trễ nải kéo ngang mặt trời, cùng với những vân mây trắng chạy rãi trên cao tạo nên khung cảnh thú vị bắt mắt đối với bất kỳ ai say mê chụp ảnh. Rất nhiều nhiếp ảnh gia cả chuyên nghiệp và không chuyên đều cố gắng trình những ngày trời trong để lên ngãi thầu săn ảnh mặt trời lặn. Đồ nghe máy móc chuẩn bị kỹ càng, sát úp có khi cả tiếng chỉ để chụp chừng 10-15 phút khoảnh khắc mặt trời cháy rực lên những tia nắng cuối cùng, trong ngày trước khi nhường chỗ cho bóng đêm. Với ngại thầu, mọi thứ còn vô cùng hoang sơ, nhưng với bất kỳ ai đặt chân đến đây, cũng đều chỉ mong nơi này còn giữ được nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ ấy, đừng bị thương mại hóa như nhiều điểm du lịch đẹp khác của vùng núi phía Bắc.